Vậy là cuối cùng là hai vợ chồng cũng đi được rồi hen. Rồi bà anh sống vui vẻ hạnh phúc nha. 1, 2, 3. Chào anh. Dạ, chào chị. Xin lỗi là tôi có một việc này, làm phiền anh chị giúp cho tôi gọi bé Tina được không ạ? Ủa anh, em bé là phải ngủ nhiều vậy hả? Anh gọi xe cứu thương rồi. Anh ơi, anh chết rồi anh ơi. Anh làm gì hả? Anh không anh có làm gì? Anh không có làm cái gì hết. Cái bà người làm nói bà nói gì với em? Không phải Hussein. Chị gọi khu này không ạ? Nhìn chị không quen. Bà chỉ nói là bà sẽ quay về liền. Bà muốn gấp lửa bao tay người. Chắc chắn là đứa bé nó phải có chuyện trước khi nó đến đây. Em chắc chắn rồi. Hay là mình gọi công an đi. Em hiểu em đang nói gì không vậy? Hay là em muốn mình không đi Canada nữa? Ngoài Tina ra tao đéo còn cái gì để mất hết. Mày mà đụng vào Tina một lần nữa, tao dọn cả họ nhà mày luôn.